Rồi. Đầu tiên tôi sẽ chữa hai bài. Đây là hai cái bài mà cho cái lớp mà gọi là lớp viện thi ấy, tức là cái lớp lớp của lớp thuật toán sâu hơn ấy. Thì hai bài này là hai bài để thử thôi, tức là tôi không không có mục đích là để học ngay từ đầu, nhưng mà cái học ngay thuật toán, nhưng mà hôm nay tôi sẽ giải cả hai bài này. Thì bài một là bài là dãy con liên tục có tổng lớn nhất, tức là cho trước một dãy số nguyên bất kỳ và cần tìm cái tổng con lớn nhất trong cái dãy đó. Thì cái tổng con là một tổng liên tục các dãy liên tục của cái dãy ban đầu nhá. Thì tôi sẽ làm bài này. Bài số 2 là tổng ba số cho trước dãy A là số nguyên, N số nguyên và số cao cho trước. Hãy tìm ra ba cái phần tử của A với các chữ số khác nhau để tổng của chúng nó bằng K. Thì bài này nó gọi là bài tổng ba số. Đó, thì tôi sẽ trình bày hai bài này nhé. Đó, thì bài này tôi sẽ đóng lại thôi và tôi sẽ trình bày ở trên cái tương tự kia tôi trình bày bằng thuật toán trước, sau đó tôi sẽ nói sang kia, chúng ta sẽ đặt trên trên Python. Thì bài thứ nhất là bài gọi là tìm tổng con lớn nhất nhé. Tìm tổng con lớn nhất. Thì đây là một cái bài rất là điển hình đấy. Cái bài này nó có tên là Max sum. Sắp ở đây đấy. Bài này nó có tên như vậy, chúng ta chú ý. Hay nó có tên là MSAP. Chúng ta có chuyện là problem đấy nhé. Đấy. Ta cho trước một cái dãy số ban đầu là A1, A2, AN này. Đấy. Và chúng ta cần tìm được tổng con ký hiệu, ví dụ là tôi sẽ ký hiệu là S thì như này, S E G, tổng con của nó là A I cộng A I cộng 1 cộng A G. Đấy. Thì cái đầu bài là gì, là cần tìm cái tổng S E G là maximum. Được chưa? Thì bài này là chúng ta sẽ làm thêm nhiều cách nhé. Thì cách thứ nhất là tôi sẽ làm là cách thứ nhất là chúng ta sẽ làm theo tự nhiên lại không viết được. Để tôi một chút nha. Đấy. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ làm theo cách tư duy thuật toán châu bò tự nhiên nhé. Châu bò là gì? Thuật châu bò là thuật toán mà chúng ta sẽ tìm trong tất cả các cặp EG. Chúng ta sẽ tìm trong tất cả các cặp EG với y nhỏ hơn g, nhỏ hơn bằng g, và tính cái tổng SEG này. Và sau đó tìm ra cái maximum, tìm cái tổng maximum. Đó là cách thứ nhất nhé. Thì cái này rất đơn giản là chúng ta chỉ cần gì, cần cái vòng lặp theo y và theo g thôi. Nó chỉ là vòng lặp này là for y bằng 1 to n. Đây là ta mô tả cái dãy chúng ta là dãy n phần tử. Sau đó tiếp theo là for g bằng y to n. Đấy, g phải lớn hơn bằng y, cho nên ta là for g trên y đến là ta tính, đúng không? Tính cái mà tính. Đấy.
Ta tính nhé. Và ta tính. Và chúng ta tính. Tính cái SEG. Và tìm ra max. Tìm ra cái giá trị maximum. Thì cái tư duy châu bò này nó rất đơn giản như này thôi. Được chưa? Đó. Thì bây giờ tôi sẽ giải cái này luôn ở trên trên máy tính nhá. Đầu vào chúng ta là một cái dãy A, dãy số A bất kỳ, có thể là âm là dương nhé. Và chúng ta phải tìm được cái tổng đó nhé. Chúng ta chú ý một một số số chú ý này. Nếu mà chú ý nhé, một số chú ý nhỏ này. Nếu nếu mà cái dãy A của chúng ta, dãy A mà toàn số dương cả, toàn là cái số lớn nó bằng không cả, thì hiển nhiên cái dãy này là cái dãy thì cần tìm là toàn bộ dãy A, là cái dãy cần tìm, hay cái tổng cần tìm, cái dãy cần tìm là toàn bộ dãy A, là tổng của toàn bộ dãy A chính là cái tổng maximum nhé. Nhưng mà nó toàn là số dương cả. Còn ngược lại, nếu dãy A mà toàn số nhỏ hơn không, hay thì sao nhỉ? Thì các số không nhỏ hơn không thì tổng vào nó càng âm thôi, cho nên là suy ra cái dãy cần tìm chỉ có đúng phần tử thôi, chính là phần tử maximum. Thì suy ra là cái dãy cần tìm là cái gì? Cái dãy cần tìm chính là một phần tử thôi, chỉ là một phần tử, và đó chính là phần tử maximum của A, đúng không? Chỉ là cái phần tử maximum của A. Phần tử maximum của A. Phần tử max của A. Đó. Rồi chúng ta sẽ làm cái bài đầu tiên của bài này nhé, cái bài đầu tiên nhé. Đấy, cái bài đầu tiên là cái bài tìm tổng con maximum. Đấy. Được chưa? Thì chúng ta viết luôn cái hàm đó. Thì cái bài cách một là như sau, cách một là như này. Đây làm cách một, cách một là châu bò nhưng mà cũng mà đơn giản thôi. Đúng không nào? Chúng ta sẽ viết cái hàm tính, ví dụ cái hàm đầu tiên đó là max max sub sub array. Đầu vào chúng ta là dễ à. Đó, cái hàm như thế nhé. Thì cái hàm này thì đầu ra là gì? Đầu ra có hai phương án. Có hai phương án. Các bạn đợi tôi một chút. Thì bài này có hai phương án. Một phương án là chỉ trả lại giá trị là cái tổng lớn nhất thôi. Nhưng mà tôi muốn là cái một phương án lớn hơn là không những trả lại giá trị của tổng nhất mà trả lại luôn cả dãy đó, trả lại luôn cả cái vị trí đầu của trí cuối của cái dãy con đó. Đấy, thì bài này là bài này phải của tôi là phương án là như sau, là phương án là trả lại giá trị max, trả lại giá trị max của tổng con cộng với chỉ số đầu và cuối nhé. Các bạn chú ý trong khi mà viết hàm Python ấy, thì ở ngay trong đầu tiên chúng ta viết một cái dòng chữ trên một cái hoặc nhiều dòng trên cái trong cái ngoặc ba ngoặc như này này, ba ngoặc kép này, thì nó là cái phần nó gọi là doc doc string của cái hàm đó, là cái phần mô tả hàm nhé, là quy định của Python ấy. Thì viết cho nó dễ thôi nhé. Đó, thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta làm như này thôi. Thì bài này này, thì bài này muốn làm bài này chúng ta phải có viết một cái hàm riêng để tính tổng từ i đến 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 j nhé. Thì tôi viết trước khi viết hàm này, tôi viết ở trên này, viết trước một cái hàm dùng cái hàm con đây. Hàm là cái gọi là cái hàm tính tổng. Hàm này là hàm tính tổng của một dãy A bất kỳ bắt đầu từ i và kết thúc là j. Đấy, cái hàm này là cái hàm tính tổng là từ i đến j của cái dãy A. Đấy, hàm này là hàm phụ đúng không? Tôi tính nhé. Hàm này làm như sau này, rất đơn giản thôi. Tôi biết như sau, tôi biết là s thì bằng
s bằng 0 và tôi for cho cái biến chạy thôi, cho cái biến k chạy in, chạy từ i đến g, tức là chạy từ i đến range i đến g cộng 1, đấy, từ i đến g đúng không nào? Và tôi tính tổng s bằng s cộng với a k k và cuối cùng đây là return s. Đấy, thì cái hàm này là hàm phụ thôi, hàm này là tính tổng con, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi xong bài này, dùng cái hàm bài này nhé. Thì để mà tính được cái tổng maximum thì tôi sẽ phải duyệt trên tất cả các cái bộ EG và tính cái tổng con EG. Sau đó tôi so sánh với một cái bộ là cái bộ dùng để lưu trữ. Cái bộ đó là cái bộ chính là cái tổng con maximum cần phải đưa ra đó. Như vậy tôi cần tạo ra một cái bộ ba giá trị là S max, I max và G max nhé. Tôi viết là tôi kiểu là S hoa đi, S max. Đấy, S max thì tôi ký ban đầu cho mà chỉ bắt đầu của nó chính là A0. Đấy, xong đó là A0 nhá. Xong đó là I max là 0 và G max bằng 0. Cái này là cái gì đây? Cái bộ S max, I max và G max chính là một cái bộ dữ liệu cần phải đưa ra của cái hàm này. Chính là cái giá trị tổng max, chỉ số i và chỉ số g của cái tổng max đó, thì tôi gọi đặt tên là i max và g max. Như vậy s max chỉ là tổng các cái số từ i max đến g max, thì tôi cần phải đưa ra cái này. Thì bất cứ một cái bài nào mà cái bài tập nào mà tính phần tử cực đại đó, thì chúng ta phải duyệt trên tất cả các cái bộ dữ liệu của cái bộ giá trị của bộ miền xác định của bài toán. Sau chúng ta tính một giá trị hiện thời, so sánh với cái cần tính ra, so sánh với cái giá trị cần tính ấy, cần tính max ấy. Ví dụ đây so sánh với S max này, bảo chúng ta nếu mà cái S mới đó mà nó lớn hơn S max thì tôi sẽ thay thế bằng cái giá trị mới đó. Thì đó là nguyên tắc chung của tất cả các bài tập dạng như vậy nhé. Đó, thì như vậy đây là ba cái giá trị mà cần phải tính. Thì ban đầu chúng ta đặt giá trị ban đầu thôi, ban đầu của nó là chọn cái dãy 0 0, từ 0 đến 0 nhé. Đó, là những cái phần dãy ban đầu chỉ có một dãy thôi nhé. Rồi chúng ta làm như sau, đúng như vậy chúng ta làm nhé. Đúng theo một thuật toán chúng ta làm là chúng ta có hai vòng lặp i và g. For i in range n. Đấy. Sau đó là for g in range bắt đầu từ i đến cuối dãy là n. Đây chính là hai vòng lặp, đây chính là chỗ này là chỗ chính gọi là chỗ châu bò, đây là lặp tìm gặp trên tất cả các bộ EG của dãy A, thì đó chính là cái gọi là phần lặp châu bò nhé. Sau đó chúng ta sẽ tính, đúng không? Chúng ta sẽ tính cái gọi là S, S chính là cái tổng của A phẩy I phẩy G, chính là chúng ta tính cái tổng đó chính là lấy được cái hàm này. Đấy. Nhưng mà cái S này chính là cái tổng từ I đến G. Đó. Sau đó chúng ta so sánh cái S max, if nếu như là S max đúng không mà nhỏ hơn S đó, như vậy là đã có một cái S lớn hơn rồi, thì chúng ta sẽ gán, chúng ta gán S max là S max bằng S, là nguyên tắc chung của các bài tính cực trị nhé. Đó, S max bằng S và I max chính là bằng gì, bằng I, và G max chính là bằng G. Đấy. Và sau cùng chúng ta sẽ đây. Chúng ta cần nó chính mà nó ngang với thẳng hàm cái này nhé, đúng phải thẳng hàm với nhau nhé. Đó, chúng ta return S max. Thì ba giá trị liền, S max là 1 này, I max là 2 này và G max là 3. Đó. Thì đây chính là cái bài giải của chúng ta đây. Thì chúng ta tính toán thử nhé. Đây là hai vòng lặp, cái vòng lặp này là hai vòng lặp lồng nhau, nó sẽ là tương đương với ON bình phương. N là độ dài của cái A này. Còn cái tổng này này. Cái tổng này là cái tổng về mặt lý thuyết y mà nhỏ g lớn thì nó sẽ là ON, và suy ra cái bài này chỉ là có ba vòng lặp. Đây cái tổng là vòng lặp thứ ba nhé.
Nhưng mà đây chính là ba vòng lặp để suy ra cái bài này, là cái bài này nó có cái độ phức tạp thuật toán là gì, là O N mũ 3. Đấy, cái bài này nhé. Cái bài này là cái bài đấy, chấm và cái thời gian của nó là gì? Tôi gọi tôi viết đây, viết trên này dễ nhé. Đây. Cách 1. Cách 1 là dùng châu bò đơn giản. Được. Dùng châu bò đơn giản. Tốt đầu chúng ta sẽ là O N mũ 3 nhé. O N mũ 3. Đấy. Thấy không nào? Như vậy thuật này cũng rất là hay chứ không phải không, phải nhìn rất nhiều bạn đã làm cái này mà thấy tôi mà toàn là mấy chúng ta chưa học thuật toán cả thì làm như là đúng không như là sai cả. Nhưng tất nhiên sao cho thấy là cách này là cách nào mặc dù là đúng nhưng mà nó không tối ưu, cho nên là khi mà đi thi thì nó sẽ bị không được điểm cho mọi cái test nhé, vì được thuật toán độ phức tạp của nó là nó quá lớn, được chưa? Đó, bây tôi làm thử các bạn, tôi kiểm tra chứ có đúng không nhé. Để tôi kiểm tra. Bây giờ đây là phần chương trình chính, tôi kiểm tra trên chương trình chính nhé. Đó, tôi cho cái dẫn cho cái A là một cái dãy bất kỳ đây, như là trừ 1, 9, 2, trừ 5, trừ 7, trừ 7, xong đó là 1, nó là trừ 10, xong đó là 4, nó là 2, sau đó là trừ 1, ví dụ thế nhé. Đấy. Sau tôi thử tính xem này, với cái bài vẽ rượu này thì là các số chúng ta ra là bao nhiêu nhé. Đây thì tôi việc in lên thôi, tôi chỉ việc dùng cái lệnh này chỉ là max sub ở đây mà tôi sẽ print luôn ra, nó dễ. Tôi print cái hàm max sub của chúng ta, max sub ở đây đây, tôi in ra luôn. À, đấy. Được chưa? Và bây giờ tôi ghi ra bài này, tôi ghi ra cái thư mục mà tôi muốn thư mục của chúng ta là cái thư mục nào tôi muốn lưu lại nhé. Nên có nhiều lớp quá ấy, chỗ này bài tập về nha, đây nha, hôm nay đây bài này là bài max sub array nha, array đây, tôi kiểu là 1, được chưa? Tôi chạy thử xem đúng không nào, được kiểm tra đúng không nhá. Đấy, tôi trừ tính n này, tôi báo lỗi này. Đấy, có thể mình khi làm bài mình có thể được, tôi viết thêm đây là n bằng len a sẽ được nhé. Chúng ta cứ làm rồi và kiểm tra luôn đúng không nhé. Đấy, đa số ra là 11 thế này. Bây giờ tôi thử đáp án đang khác tôi thấy ngay nhé, vì tôi cho đáp án khác này. Bây giờ a, giả sử a là gồm toàn số dương này, 1 1 1 1 1 1, bài này nó phải ra đáp số là 5 thì mới đúng nhá. Kiểm tra này, 5 vậy là đúng. Tôi còn cho thêm một vụ án nữa nhé. À, mình cho toàn vào số âm này, trừ 9 này, trừ 8 này, trừ 1 này, trừ 6 này, trừ 10. Đáp số nó ra nó phải là trừ 1 thì mới đúng. Kiểm tra nhá. Nó là nếu mà là âm thì đáp số nó ra chính là gì? Nó chính là cái giá trị của phần tử lớn nhất của cái dãy của chúng ta. Kiểm tra nhé. À, như vậy là nó lại không đúng, nó phải ra trừ 1 mới đúng nhá. Như vậy của chúng ta bài này là chúng ta là nó không chính xác. Tôi kiểm tra lại xem vì sao là không chính xác nhé. Đợi một chút. Nó ra là chỗ này 1. Nhưng mà của tôi là có chỗ đó nó bị sai, tôi kiểm tra xem sai ở đâu nhé. Bạn lại đây được, ai lại không, nhầm. Chỗ này chỉ một của tôi, đẩy dấu chấm là sai nhá, là phải, đấy. Chỗ này 6 bị sai, mắt tôi hơi bị nhòe một tí, là phải nhá. Trừ 9 phẩy, trừ 8 phẩy, không to này, đấy, nhá. Trả lại nè, đấy, chỉ một đúng rồi đấy. Mà dữ liệu của tôi bị sai thôi chứ không phải. Thế đó là cách 1 nhá, là cách 1 là cách nhà châu bò, bây giờ tôi sẽ sang cách 2. Cách 2 của tôi là tôi chỉ cần cải tiến cách trên thôi, không cần làm lại vẫn ý tưởng đó. Nhưng mà vì cách trước này, tôi phải tính mỗi lần, tôi phải khi tôi chạy đây này, tôi phải tính lại cái tổng này, nó mất thời gian lắm, nó hơi tốn thời gian ở chỗ này này. Đừng mà nó thành là n mũ 3. Bây giờ tôi sửa lại một chút thôi. Tôi sửa lại một chút, tôi sẽ cải tiến một chút thì tôi sẽ làm cho tốt lên nhé. Bây giờ tôi làm cách 2 này.
cái hai lý sau này, tức là mỗi lần mà tôi lọc g đây này thì tôi tính luôn cái tổng từ y đến g luôn, chạy y chạy y tôi tính tổng tới đó, tôi kiểm tra luôn thì nó ngắn, nó mất, nó đỡ mất thời gian hẳn đi tính cái tổng ig này nhé. Bây giờ làm cách thứ hai này, cách hai nhá, cách hai vẫn là châu bò, nhưng mà là cải tiến hơn một chút, chúng ta sẽ thấy là nó cải tiến hơn nhé. Đấy. Cải tiến nhé. Rồi thì tôi làm này, def này vẫn là max up array, nhưng mà tôi sửa đi một chút, đây là max up array, đây tôi để max up array 1 nhé, 1 tôi sẽ sửa 1, vẫn là A nhé. Phần trên này tôi vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Phần này vẫn giữ nguyên này, không thay đổi nhé. Phần này giữ nguyên là không thay đổi, chuyện tôi copy xuống đây. Sang phần sau tôi thay đổi một chút này. Thì vòng lặp đầu tiên vẫn đúng như vậy, vẫn là for i in range n. Vẫn đúng như vậy. Nhưng mà vòng lặp thứ hai thì tôi cải tiến đi. Khi di chạy thì chạy y tới đâu, tôi tính tổng cái đó luôn. Đó, chứ không cần thiết phải làm lại là cái này, mất thời gian lắm, làm như sau này. Ở đây nhé, tôi viết là S thì bằng 0, đấy, tính tổng luôn. Và for G in range, đây là I, N, đấy, I, N nhé. Và tôi tính luôn là S thì bằng S thì cộng với AG, đấy như vậy. Khi di chạy tới đâu thì ta tính luôn cái S thì tới đó, thì đây chính là... đúng là như vậy, cái chỗ này là chính là đây chính là ở đây chính là khi sẽ chạy xong cái vòng lọc g này thì cái chạy đến đâu thì là s chính là cái tổng của y đến g thôi đó. Và bây giờ kiểm tra if s max, đúng không, s max mà nhỏ hơn s thì làm sao, thì tôi chỉ việc thay s max bằng s thế như vậy và y max bằng y, các bạn đã qua có hiểu không, và g max bằng g. Ở đây ra vẫn thế, ở đây ra là vẫn như là như thế nhé, vẫn ra là return return s max e max g max. Nhưng mà cách thứ hai này vẫn là châu bò thôi, nhưng mà cải tiến, bạn có thấy không nào? Để tôi kiểm tra chạy thử nhé, bây giờ tôi kiểm tra chạy cái bài 2 nó có đúng là vẫn là ra cái đâu đó không nhé. Tôi chạy ở đây này, tôi cho cái này là đây là 1 nhé. Đấy. Chạy thử xem nào. Đấy, 2 nó ra đa số hệt với nhau này, đúng không nào? Đấy, chính là bài 2 này là cái bài cách 2 này cũng là đúng thôi. Nhưng mà chúng ta làm là cách 2 cách nhé, đây là cách 1 này. Cách 1 ở trên này là cách 1 là châu bò đơn giản và chúng ta dùng cái hàm tổng. Là chúng ta tính cái tổng nhỏ hơn, đúng không nào, tổng từ y đến g. Thì cách 1 là tính là mất là o n mũ 3, còn cách 2 là do cải tiến hơn, cho nên là ở đây này mỗi vòng lọc g là tôi chỉ phải tính là một phép cộng thôi, so sánh như thôi, cho nên là tất cả chỗ này chỉ hết là n thời gian thôi. Vậy suy ra cả cái bài này, cả hai vòng lọc này tổng cộng lại chỉ là o n bình phương thôi. Vậy suy ra cái bài này cải tiến hơn này là thời gian đã được cải tiến hơn nhá, thời gian là o n bình phương. Các bạn thấy như vậy, cùng là một cái bài toán, cùng là châu bò cả, nhưng mà chúng ta sửa một chút thôi thì nó ra cái phần thứ hai là cộng n o n bình phương thôi, thấy không nào, được chưa nhé. Thế bây giờ tôi sẽ như vậy là cách một, cách hai là cái cách mà thuần túy là châu bò đơn giản, chúng ta hai vòng lọc lồng nhau đấy. Bây giờ chúng ta sang cách thứ ba. Cái bài là cách mới mà tôi muốn trình bày các bạn. Cách thứ ba là chúng ta sẽ dùng dùng kỹ thuật hai con trỏ. Đó. Thì nó hơi khó hơn một chút nhé. Cách 3. Cách 3 là dùng sử dụng kỹ thuật hai con trỏ. Kỹ thuật hai con trỏ. Thế chúng ta cách 3 là chúng ta sẽ có hai cái biến IG nhé, hai biến gì để tôi ý tưởng của cách ba là như sau, tôi sẽ vẽ lại trên màn hình trên cái này chúng ta hình dung nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đây, cách thứ ba là như sau này,
Ở đây là nhé. Ở đây là cách thứ ba này là dùng dùng hai con trỏ này. Đây là A1 này, A2 này. AG nào đó này, đúng không nào? AG cộng 1 này, như vậy nhé. Đây là A này. Và chúng ta sẽ duy trì hai con trỏ. Đây là G này, đây là Y. Đấy. Thì cái vị trí cái đoạn IG là cái đoạn mà là nôm na là cái tổng tốt nhất hiện thời chúng ta đang chạy. Và bài này chỉ cần dùng cần một vòng lặp G thôi. G sẽ chạy từ bắt đầu là Y bằng 0, G bằng 0 và G sẽ chạy từ đầu cho đến cuối. Đó, đầu cho đến cuối của cái dãy. Và khi G chạy đâu là chúng ta sẽ tính toán so sánh làm sao để mà Y cũng chạy theo G, nhưng mà cái Y là cái gì, là cái Y là cái dãy con cái tổng SEG sẽ là cái tổng con tốt nhất, đang set. Đấy, thì cái chỗ này là chỗ một cái phân tích chỗ này là hay nhất. Thì chúng ta sẽ tính cái tổng con đó thôi. Thì nếu tổng con đó mà là dương thì chúng ta cứ cộng tiếp, còn tổng con mà nó là âm ấy, nếu tổng con này mà đang bằng âm nhá, chúng ta đang chạy mà lại gặp tổng con là âm ấy, cái tổng con mà là âm ấy nếu tổng con là SEG mà nhỏ hơn 0 ấy, thì suy ra là gì? Suy ra chúng ta cứ đi chi tiết đi nữa thì cái tổng thì suy ra là cái tổng của SEG cộng 1 nó sẽ là vô nghĩa, tổng này là vô nghĩa vì tổng này nó nhỏ, nó cộng số nhỏ không phía trên, nhưng tổng này sẽ không tính nữa. Và nếu như này thì chúng ta sẽ phải xét lại và đặt lại là Y bằng G để chúng ta làm từ đầu, từ vị trí đó chỉ đi. Đó, bây giờ tôi mô tả cái lệnh này nhé, tôi mô tả luôn chương trình luôn để cho thấy cái bài này là nếu chúng ta dùng hai con trỏ nó rất là hay. Tôi sẽ mô tả các bạn cái thuật toán đó nhé. Đây, bên trên thôi, bên tôi là DF nhá, DF này là max sub array nhé. Bài này là tôi dùng hai con trỏ, tôi sẽ bị cái đây là số 2 này, nên là phán cuối cùng phán 3 nhé. Đây vẫn là A này. Đấy. Mà chúng ta thấy là cái dùng cái thuật này nó sẽ cải tiến hơn hẳn cái chương trình này, và nó làm cho cái thời gian chạy thuật toán này nó giảm hẳn đi, chỉ còn là ON thôi. Đấy, cái bài này tôi nói trước để kết quả cho thấy nhé. Bài này chỉ còn là ON thôi, nó giảm hẳn đi hai bậc luôn. Đấy. Bây chúng ta làm bài này nhé. Cái làm của chúng ta rất đơn giản. Thì sau đây, bây giờ đầu tiên tôi phải đặt N bằng len A này, bằng len A nhé, bằng len A. Đấy, sau đó tôi tìm cái tổng max tôi biết là sum max nhé, sum max. Thì tổng max tôi sẽ đặt là một số là nhỏ vô cùng, là cái số nhỏ vô cùng. Để xem tôi tính max cho dễ, mà khi chúng ta cần tìm cái maximum thì chúng ta đặt giá trị ban đầu của nó là bằng âm vô cùng. Còn chúng ta cần tìm cái gì đó mà cần tìm minimum thì cái tổng ban đầu, số ban đầu chúng ta đặt, cái số cần tìm chúng ta đặt là cộng vô cùng. Thì ở trong Python có lệnh này nhé, ta chú ý là có cái lệnh này, cái lệnh là float này, mở nháy inf. Thì đây là cái lệnh tạo ra số, đây xin lỗi, là số nhỏ vô cùng các bạn ạ. Các bạn nhớ chú ý nhé. Đây chính là cái lệnh tạo ra cái trong Python nó có hai, nó luôn nhé. Nếu mà đây mà chúng ta để như này thì đây là số lớn vô cùng, còn để số âm như này nó là số nhỏ vô cùng. Bài này tôi muốn chỉ ra một số nhỏ vô cùng. Thì đây là cái rất hay của Python, nó hình như nó làm sẵn cho những người mà chuyên đi lập trình thi đấu như thế này.
Cho nên nó có một cái quy định, gọi quy định mẹo thôi, là tạo ra một cái số là cộng vô cùng hoặc trừ vô cùng, chính là cái số này nhé. Đấy, các bạn nhớ được lần để chúng ta dùng mãi nhé. Thì ta cho ra sum max là một số nhỏ vô cùng. Sau đó chúng ta đặt tiếp cái giá trị chúng ta cần tìm là y max, đúng không? Y max đặt bằng 0. Như vậy đặt bằng 0 và g max đây chỉ là cái đấy thôi. Rồi, tiếp theo tôi để chạy thì tôi đặt một cái tổng có cái tổng hiện thời. Thì tôi đặt tên là current sum là cái đây chỉ là tổng hiện thời. Tổng hiện thời tôi đặt cũng bằng trừ vô cùng luôn, cũng là float. Bắt đầu đặt là trừ vô cùng luôn nhé. Là trừ inf trừ vô cùng. Còn y là y và g là hai con trỏ, thì đặt đầu tiên y đặt bằng không vị trí ban đầu. Rồi sau đó bên này tôi sẽ vòng lặp của tôi chỉ vòng lặp là g thôi nhé. G của tôi này, g này, for g này, in range n, và di chạy như vậy chúng ta chỉ cần làm một lần thôi. Đấy, chúng ta chú ý này nhé. Thế chúng ta làm nhé. Bây giờ kiểm tra này, if mà current này, current sum tổng hiện thời của chúng ta đang tính ý, mà nó lớn hơn không ấy, thì chúng ta tính tiếp thôi. Thì ta làm tiếp, chúng ta viết là gì, là current sum bằng current sum cộng với ag. Chúng ta đúng nào, nhưng cái current sum nó chính là cái tổng từ từ y đến từ y đến g đấy, mà nó lớn không thì chúng ta đặt lại như thế này, đúng không? Còn nếu mà đặt tiếp, còn nếu nhỏ hơn không, để nhỏ hơn không nhé, else. Nếu mà nó nhỏ hơn không thì chúng ta đặt lại là y current sum bằng ag và đặt là y bằng g. Đấy. Và cái nốt tổng hiện thời, cái tổng y tổng seg mà nhỏ hơn không thì chúng ta cắt đi và đặt lại từ đầu là y bằng g và cái tổng nó bằng bắt đầu bằng ag. Đấy. Sau đó chúng ta kiểm tra if này sum max mà nhỏ hơn current sum thì chúng ta sẽ đặt thôi, chúng ta đặt là sum max và current sum và y max bằng y, g max bằng gì. Đấy, thôi. Và cuối cùng là chúng ta in ra cái đề giải return. Đấy, return cái gì? Return là sum max phẩy y max phẩy g max. Đấy. Hay không nào? Đấy, bài này. Như bài này tôi thấy là giải rất là hay luôn. Chúng ta dùng hai con trỏ, cần dùng y và g thôi. Chúng ta chú ý nhé, trong khi g chạy đấy thì chúng ta tính cái seg chính là cái current sum này. Nếu mà cái seg này mà lớn không, chúng ta cứ đi tiếp. Còn nó nhỏ hơn không, nó bằng không, thì lúc bây giờ thì cái tổng tiếp cái g nữa nó sẽ vô lý. Tôi cho đặt lại là y bằng g và current sum bằng ag và đi tiếp cho chỉ đi. Đấy, rất đơn giản như vậy thôi. Và sau đó kiểm tra nếu sum max mà nhỏ hơn cái này thì chúng ta đặt lại bằng cái này. Đó, nhé. Bây giờ kiểm tra nhé, chúng ta in lại cái đúng nhé, chúng ta in lại cái bài này nhé, in lại cái này, đây là cái bài này là số 2. Đấy. Kiểm tra luôn nhé, xem có đúng không nhé. Đây nó là trừ 1 này. Bây giờ tôi kiểm tra với cái ví dụ trên nhé. Đây, ví dụ trên đây nhé. Thế là được 5 cả này, 5 nhé. Tôi kiểm tra ví dụ trên nữa nhé. Ví dụ trên nữa nhé. Đến là 11. Đấy, như vậy tôi đã bài này tôi làm được 3 cái ba phương án nhé. Cách 1, cách 2 chính là phương án châu bò, thì chúng ta giảm mấy cái giảm cũng chỉ là đến ôi là bình phương. Sang cách thứ 3 các bạn thấy là nhìn nhỏ hẳn hẳn chưa, nó chỉ có một vòng lặp thôi. Còn dưới này là các lệnh là các cái lệnh này đơn giản là if else thôi, nó đơn giản, tất cả cái phần này chỉ là cái một cái hằng số về thời gian thôi. Cho nên cái bài này là nó chỉ là có thời gian là on thôi.
là vậy. Với cái bài này đây là cái tôi đoán là tốt nhất rồi, ON là tốt nhất rồi. Đấy. Bây giờ tôi nói thêm các bạn một chút nhé, vì bài này tôi muốn là tôi sẽ kiểm tra bằng trên bằng thời gian chạy cho ta, thì chúng ta cái bài này chúng ta không cần test, không cần test là chúng ta cũng xác định ngay rằng là cách một là cách làm đúng, nhưng mà là kém nhất về thời gian, vì nó là n mũ 3. Cách thứ hai cái làm đúng tốt hơn một chút, nhưng nó là n bình phương. Còn cách thứ ba là cách tốt nhất, nó là ON, nó là tuyến tính, được chưa? Nhưng bây giờ để cho nó khẳng định hơn nữa thì tôi sẽ cùng các bạn tôi làm thử cái phương án là tôi sẽ tính thời gian thử xem như nào nhé. Bây giờ tôi sẽ viết thứ ba gì nó không giống thầy ơi. Cái gì cơ? Cách thứ ba gì nó làm sao? Cách thứ ba là giá trị gì là và y là 1:1 rồi. Cách thứ ba. Ừ. Chứ không phải 1:2 giống như cách 1 là, cái 2. Tôi kiểm tra xong đúng, tôi kiểm tra xong sao nhé. Chỗ thầy trả về đang là 2 y max. À đây là chỗ này là gì max nhé. Ừ. Đấy. Được chưa? Đấy. Đúng rồi đấy nhé. Ừ. Chúng ta chú ý là cái tổng thực ra là cái tổng này là của chính xác này, còn cái easy là có thể là khác nhau nhé, vì có thể trong một cái dãy của chúng ta này, có thể có, nó có nhiều tổng con mắc là bằng nhau, chứ cái easy chỉ là để kiểm tra lại thôi, còn bản chất cái bài này là tính đồ bài của nó là tính cái tổng mắc nhé. Với những bài khác nhau thì có thể cái easy cái giá trị đầu và cuối của tổng con nó có thể là khác nhau. Tức là cái bài này nó có thể nó có nhiều nghiệm chứ không phải là một nghiệm nhé. Nhưng nó vẫn là tổng là vẫn là cái tổng mắc vẫn là như vậy. Vì vậy tôi sẽ kiểm tra cùng các bạn, chúng ta thử dùng chương trình chúng ta test thực sự và chúng ta tính thử xem là nhưng mà thời gian đúng như vậy không nhé, để chúng ta cùng làm thử bài này nhé. Đây thì vì như vậy tôi sẽ phải viết một chương trình, tôi xin dữ liệu. Thì bài này là cái bài mà nó chỉ là các vòng lặp thuần túy thôi và không gì đặc biệt, cho nên bài này là cái bài chúng ta không cần tự động hiểu là gì, là cái bài trường này là trường hợp tốt nhất, trường hợp xấu nhất, trường trung bình là giống nhau hết, không khác nhau cả. Cho nên tôi sẽ xin dãy chúng ta là xin một cách là ngẫu nhiên thôi nhé. Rồi tôi làm được, các bạn xem nhé. Đây tôi viết một cái chương trình là xin dãy nhé. Tôi ký hiệu đây nó là n, tôi xin n phần tử. Thì tôi cho dãy này là gồm có số âm dương thoải mái, cho nên tôi cho nó là sinh là ngẫu nhiên trong khoảng từ trừ n đến trị đến n nhé, cho thấy các bạn thấy nhé, chúng ta là như vậy. Hoặc là ta trừ từ âm n chia 2 chia n chia 2 nhé. Rồi thì muốn như vậy chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ phải from, chúng ta phải import cái thư viện from random import in một cái hàm là hàm rand in, cái hàm này rất sử dụng nhé. Cái hàm này là hàm sinh, cái hàm rand in là cái hàm dùng để sinh cái số ngẫu nhiên, một số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi nào đó. Đấy. Được chưa? Đấy, thế làm như sau này, tôi tạo ra một dãy a, một cái dãy list a là rỗng này, sau đó tôi for i in rand n, như vậy là sẽ là n lần. Và một lần như vậy tôi sinh ra một số ngẫu nhiên và tôi đưa nó vào dãy A. Tôi viết là A chấm append. Append cái gì? Append cái hàm là rand in. Đấy nhé. In là trừ n, là trừ n chia 2 đến n chia 2. Chia 2 như nào? Đấy, thấy không quan trọng lắm nhé. Đây. Thế như vậy là cái hàm A này sẽ là cái hàm, cái dãy A sẽ là dãy các cái số nguyên nó là ngẫu nhiên âm dương, nhé. Đó. Rồi ở đây tôi return A, được chưa? Đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ làm như sau, tôi sẽ muốn để mà tính thời gian, tôi sẽ dùng cái hàm sau đây, còn nhớ lại các bạn hay dùng nhé, tôi dùng cái hàm là from time import cái hàm là performance counter, cái hàm này hàm rất hay sử dụng,
hoặc là nó đo đo cái nhịp xung của CPU là rất chính xác, với thời gian là giây nhé. Rồi tôi làm, bắt đầu làm này, ở đây này nhé, ở đây tôi làm về dữ liệu thì tôi sẽ không dùng cái hàm phía trên nữa, tôi làm như sau, tôi viết cho đặt n bằng, tôi đưa tôi đặt thử n bằng bằng 100 nhé, tôi kiểm tra xem là với n 100 thì nó tính toán như nào nhé, n bằng 100 đây nào. Rồi và tôi viết là a bằng tôi sinh dãy ngẫu nhiên, đây ngẫu nhiên là n. Đấy, như vậy bây giờ a là một dãy ngẫu nhiên của 100 phần tử rồi. Rồi mà tôi tính cái này nhá. Thì bây giờ tôi muốn tính riêng ba cái này để tôi tính cái thời gian, tôi làm như sau. Để tôi viết là T1 bằng performance counter. Đấy. Sau đó là đây. Sau đó là T2 bằng performance counter. Counter. Được không nào? Counter. Sau đó là tôi print. Print ra cái T1 T2. Tôi viết là cách 1. Đấy, cách 1 để cho chúng ta hình dung nhé. Cách 1. Thời gian của nó là gì? Là T2 trừ T1. Đấy. Được chưa? Hiện tôi đã copy xuống cho nó dễ, đỡ phải đấy nhé. Cách 2 này. Đấy. Đúng nhau mà. Copy xuống. Cách 3 nhé. Vì cái hàm T2 tôi copy xuống. Đấy. Sau đó tôi tính này. Đây nhé. Ở trên này là cách 1 thì là đây nhé. Đấy. Bây giờ tôi copy xuống cách 2. Đây là cách 2 đây. Cách 2. Và đây chính là cách 3. Và chúng ta sẽ quan sát, chúng ta thấy là cách đúng hay không nhé. Bài này dễ dàng, vì bài này tôi sẽ sửa lại, thưa được, tôi để nguyện này, không quan trọng, thấy chưa? Chạy thử này, chạy thử với đều vào 100 thử xem nhé, đây 100 đây nhé. Thế nào, đều ra là 670 cả này, chính xác nhé. Cách 1 là gì, cách 1 là 0,035 giây, cách 2 là 0,00114 giây, mà cách thứ 3 là một số rất nhỏ, là một số e mỗi trừ 5 cơ, rất nhỏ. Đây là n bằng 100 nhé. Bây giờ tôi cho n bằng 1000 xem nó tăng lên này. Đấy, n bằng 1000 kiểm tra nhé. Thế lâu hơn rồi đấy chưa? Cách 1 là lâu hơn rồi đấy. Cách 2 cũng là nhanh. Nhưng mà nó khác biệt khi n ra vô cùng ấy, n 100 rất dễ chứ n 1000 lần nó khác nhau rồi. Nhưng bài này như ai mà làm cách 1 cách 2 là chắc là bị cách 1 chắc là bị loại là không được điểm. Nhưng mà cách 3 cách 4 cách 3 chắc vẫn được. N bằng 100 nhé. Đấy, chúng ta đợi một chút thôi. N bằng 1000 nhé. Các bạn thấy ngay là chúng ta dùng test cũng được. Đây này, cách 1, cách 1 là 27 giây, thấy không nào? 27 giây, cách thứ 2 là 0,1 giây, cách như vậy là bài này nếu mà họ tính theo là 1 giây ví dụ thế nhé, thì bài 1 là cách 1 sẽ bị loại. Cách 2 vẫn được điểm, cách 3 là vẫn còn thoải mái điểm lắm. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ tăng lên N bằng 10.000, ví dụ 10.000 tôi không thể là cách 1 thì tôi loại luôn, tôi sẽ ẩn cách 1 đi nhá, cho nó dễ. Tôi tạm thấy ẩn cách 1 đi này. Là như sau này, tôi cách 1 đâu? Cách 1 đây đúng không? Bây giờ tôi tạm thời ẩn cách 1 đi. Bây giờ muốn ẩn cả một cái đoạn thì làm như nào nhỉ? Có thể để phía trước đây mà chúng ta gắn cái lệnh này thì cũng được. Nhưng mà thấy nó lâu lắm. Bây giờ tôi ẩn cả mấy dòng làm sao tôi để đây. Tôi gắn tôi lệnh này này. 1, 2, 3. Đấy, như vậy tôi sẽ... Ở đây tôi 1, 2, 3. Thì đây là tôi sẽ ẩn cả toàn bộ tất cả những cái đoạn cách 1 này này. Đấy. Để lại để cách 2, cách 3 thôi nhé. Đó. Kiểm tra nhé, với n bằng 10.000 xong cách thứ 2 là bao nhiêu, cách thứ 3 là bao nhiêu nhé. Đây tôi bấm kiểm tra này. Đấy, như vậy cách thứ 2 là lâu. Cách 1 thì hiển nhiên là lâu rồi. Cách 1 thì phải đợi đến nửa tiếng hay 1 tiếng. Xong cách 2 nó là bao nhiêu giây nhé. Thế này, cách 2 là 13 giây. Như vậy bài này nếu mà ai mà làm với bài ai làm cách 2 thì cách 2 cũng bị ao ra bị với n bằng 10.000, còn cách 3 vẫn ngon lành, cách 3 vẫn là 0,004 giây. Thấy các bạn thấy không nào? Vì tôi cho tôi tăng lên là 100.000 nhé. 100.000 thì tôi loại là cả cách loại là cách 2 thì là cách 3 thôi. Đấy, cách 2 đây nhé. Đấy. Vậy thì cách 3 này, chị thử xem với 100.000 thì cách 3 sẽ là bao nhiêu giây.
cái bàn là 0,037 giây vẫn là rất là tốt. Mà các bạn thấy như vậy, chúng ta là, tức là chúng ta thậm chí là bây giờ khi chúng ta đã thạo rồi, chúng ta thậm chí không cần test, chúng ta có thể dựa vào chương trình chúng ta biết à bài này độ phức tạp là bao nhiêu, và chúng ta có thể dự đoán được là bài này sẽ chạy như thế nào. Đấy, thì không nhất thiết là bài nào cũng phải test mất thời gian, chúng ta tính toán được bằng chương trình luôn. Thì đó là cái mới của chúng ta nhé, mới hơn so với ngày xưa. Chứ ngày xưa các bạn chỉ có test và test không, bây giờ chúng ta có thể kiểm tra được, có thể dùng lý thuyết chúng ta kiểm tra được nhé. Rồi, thì bây giờ đó là bài nhất nhé. Bây giờ tôi sang bài số 2. Bài số 2 là bài tính tổng của 3 số cho trước dãy A gồm có 3 phần tử, n phần tử và số K. Bây giờ cần tìm ra 3 cái chỉ số, 3 cái số hạng khác nhau, phần tử của AJ và AK, sao cho tổng của chúng là bằng số K lớn. Đấy. Nhé. Để tôi viết tôi sang nhé. Được chưa? Đấy. Chúng ta sang cái bài 2 nhé. Bài 2 là bài tính tổng. Tìm tổng 3 số cho trước dãy A gồm có n số nhé và số K cho trước. Đấy, bây giờ tìm 3 số, tìm 3 phần tử có cái 3 phần tử có cái chỉ số khác nhau là AI, AG và AK nhỏ, đây là AK nhỏ nhé, sao cho là tổng của chúng là bằng K. Nếu mà tìm được thì in ra ba số đó, còn nó không tìm được thì trả về là năn nhé. Nếu tìm được, nếu thấy thì trả về là cái dãy ba, cái ba phần tử là AI, AG và AK. Còn nếu không thấy thì trả về là năn về nhé. Được chưa? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Thì bài này là nếu mà đọc lên cho thấy ngay là phương án mà là gì, phương án mà là châu bò là chúng ta tìm tất cả cặp A, I, G và K mà muốn cho khác nhau, tìm tất cả cặp A, I, G, K sao cho là Y nhỏ hơn G, nhỏ hơn K. Đấy. Đây nhé, phương án châu bò này. Phương án châu bò là như thế này, là cách 1 là châu bò nhé, là tìm tất cả các cái bộ ma chỉ số Y, G, K. Ví dụ chúng ta tìm là Y nhỏ hơn G, nhỏ hơn K, sau đó kiểm tra xem là AI cộng AG cộng với AG cộng với AK có bằng K lớn hay không. Đó. Có bằng K lớn hay không, nếu bằng thì ta trả về luôn, dừng lại luôn, không bằng chúng ta tìm tiếp, khi không tìm được nữa thì chúng ta sẽ trả về là năn. Đấy, như vậy cách phương án cái gọi là cái phương án gọi là châu bò là như vậy. Đấy, tôi làm sang bài 2 nhé. Bài 2 là bài tính tổng 3 số. Đây. Bài 2 là bài tổng 3 phần tử. Cái bài này trong nó gọi là hai bài, nó gọi là bài triplet nhé. Triplet sum. Sum. Được chưa? Bây giờ tôi làm cách 1 luôn nhé. Cách 1 là chúng ta làm tìm kiếm cách là châu bò. Là chúng ta tìm trên toàn bộ ba cái chỉ số. Cái mà hoàn toàn đúng không gì sai cả. Hoàn toàn không gì sai, không hoàn toàn chính xác, mà thậm chí cách 1 là rất là ngắn gọn, là dễ hiểu luôn. Chúng ta làm thử bài này nhé. Đây, chúng ta biết cái bài này. Đếp này. Vậy nên nó là tên là triplet này, triplet sum này, sum này. Là A là và cái số K, như vậy tổng cho trước dãy A và cái số K mà chúng ta tìm. Đây là cách làm châu bò đấy nhé. Đây là cái phần mô tả của cái hàm đó thôi nhé. Chúng ta cần đây ta viết là n bằng len a này, và chúng ta sẽ có cái vòng lặp, ma vòng lặp lồng lồng vào nhau thôi.
Đầu for y in rain bị ba vào lòng nhau, y phải nhỏ hơn g, nhỏ hơn k, cho nên là cái y chỉ chạy từ đầu cho đến n chỉ 2 thôi là đủ. Sau đó là for g in rain, g chạy từ y cộng 1 đấy đến n chỉ 1 đến từ đến n chỉ 2. Cuối cùng là for cái số k nhỏ, cái k nhỏ in range của g cộng 1 và cùng là n. Đấy, chúng ta kiểm tra. Kiểm tra sẽ là if nếu mà ai cộng với ag cộng với a k nhỏ mà bằng k thì chúng ta return. Return là 3 phần thừa đó, return ai phẩy a g phẩy ak. Còn nếu không, nếu chạy đến cuối cùng mà không được thì chúng ta sẽ return. Return none. Đấy. Được chưa? Mấy cái bài này nó rất đơn giản, các bạn thấy không? Nó về một thuật toán mà nói chúng ta mô tả nó rất đơn giản đó. Và vì nó có ba vòng lọc lồng nhau cho nên hiển nhiên nó là n mũ 3. Đây nó là thời gian của nó là o n mũ 3. N mũ 3. Đấy, thấy không? Đấy. Cái này nó lùi ở đây kìa, nhìn nhầm. Đấy, nhá. Nếu chạy hết cả ba vòng lọc này không thể thấy, không có cái lệnh này thì nó chạy về đan là không thấy gì nhá. Rồi bây giờ tôi thử kiểm tra thử nhé. Tôi giả sử tôi cho A bằng dễ bất kỳ đây. Trừ 1, 2, 8. Trừ 4. Trừ 2. 5, 7. 1. 6. 9. Cho thế thôi. Giả sử nhé. Giả sử tôi K tôi đặt bằng 2 chẳng hạn. Đấy, tôi kiểm tra xem là tôi biết cái print kia đấy, lệnh nó sẽ in ra cái, nó có nó in ra cái ba cái tổng đó nhé. Print là triplet này, triplet xong này, đấy, đúng không? Print ra là a và k đấy, nó phải in ra là ba số này mà tổng chúng sẽ phải bằng k, đây là 2 nhé. Để tôi kiểm tra xem có đúng không nào, nó sẽ in ra nhé. Bài này tôi chưa ghi ra. Đây, tôi phải ghi ra. Bài này ghi ra là bài triplet này. Triplet sum này. Đấy. Thấy không? Kiểm tra nhé. Ghi ra là 2, 1, trừ 1, 2, 1. Tổng chúng bằng 2. Đấy, thấy không nào? Chắc là đúng, không có gì đâu. Nhưng bài này đơn giản. Thì đó là cách 1 nhé. Bây giờ cách số 2. Cách số 2 là cách mà tôi sẽ làm với phương án là cách số 3 là cách 2 là như thế này. Cách thứ 3, cách thứ 2 là cách chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật hai con trỏ để chúng ta làm. Mà muốn làm cách 2 chúng ta làm như sau. Bây giờ tôi tìm được ý tưởng cách 2 đấy nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau cách thứ 2. Cách 2 nhé. Đấy. Cách 2 là sử dụng kỹ thuật hai con trỏ. Hai con trỏ. Bài này có rất nhiều cách, có nhiều cách khác chứ không phải chỉ hai con trỏ, nhưng mà đây hai vì chúng ta đang nói về hai con trỏ nhiều hơn vì kỹ thuật hai con trỏ là kỹ thuật nó rất là gần với trâu bò. Đấy. Chẳng qua nó là một kỹ thuật dùng hai con trỏ, dùng hai biến một cách hợp lý. Đấy, vấn đề là như vậy thôi, thì nó rất là gần giống với châu bò. Ở châu bò chúng ta có duyệt trên các cái bộ, nhưng mà cũng có thể có hai biến hay ba biến lồng vào nhau. Như vậy cách châu bò là đơn giản chỉ lồng nhau, cái pho lồng nhau. Còn đối với hai con trỏ nó phức tạp hơn, con trỏ nó có thể nó không phải lồng nhau, nó có thể nó bắt léo, nó dùng một cách hợp lý hơn, tùy theo từng bài một nhé. Vì thì như vậy bài này sẽ như sau.
cái cách hai này là cái cách mà nói luôn là cách chúng ta sẽ đây là cái là như cách là cách như sau nhé, là cách như thế này. Rồi là cách là như sau này, cách hàng con trỏ này, bài này lại cái hàng trỏ này suy từ cái bài là tính 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 tổng của hai số cơ. Thế là tôi làm lại làm như sau nhé. Như vậy bài này nó sẽ dạng là cho trước a này, cho trước dãy a và k, bây giờ cần tính, cần tìm cái bộ là cái chỉ số là ai ag và ak, sao cho tổng của chúng bằng k lớn. Thì cái làm ra là như sau, chúng ta là for cho y chạy từ 1 đến n, đến là -2 đấy. Đấy. Sau đó là chúng ta gì, với mỗi cái y như vậy thì chúng ta sẽ tìm hai chỉ số là g k ở trong cái dãy con, ở trong cái dãy con là từ a, từ y cho đến n đấy, tôi viết trong chữ n để sao cho là ai ag cộng với ak nhỏ đấy, thì bằng là k lớn trừ đi ai. Thế cái bài này là bài suy từ cái bài là tính tổng của hai số. Tôi nhắc lại bài tính tổng của hai số nhé, của một dãy. Nhưng mà tôi sẽ quay sang tôi làm cái bài tổng hai số trước, quay lại bài này sau nhé. Đây thì bây giờ chúng ta quay lại cái bài trong cái dạy cái bài học bài trong cái bài dạy mà tôi đưa các bạn, thì có một cái bài thì tổng hai số là như sau nhé. Điều bài này tôi dừng lại, tôi chưa làm vội nhé, tạm thời là dừng lại chưa làm vội, và tôi sẽ nhé, tôi gác lại, tạm thời tôi gác lại và tôi tính sau nhé. Và tôi quay sang là tôi làm cái bài là bài tổng hai số, cái bài tổng hai số là như sau, cái bài tổng hai số là cho dãy a và k đấy, bây giờ tìm hai chỉ số, hai cái số là ig sao cho là ai cộng với ag bằng k đấy. Được chưa? Thế đây là cái bài thì tổng hai số, một cái bài rất là hay, rất đơn giản. Bài này chúng ta làm được tốt đấy, thì cái bài trên này là suy đến cái bài trên này. Bài trên là chẳng qua chỉ là cái vòng là for trên này thôi, vòng là for ở đây, và với mỗi y như vậy chúng ta tính tổng hợp trong dãy con từ y trên n, thì tìm cái hàng chỉ số là gk sao cho là ag cộng ak bằng k lớn chữ ai, ta chuyển về sang chính là ai cộng ag cộng ak nhỏ bằng k lớn đấy. Đấy, cái bài trên này suy từ bài dưới này nhé. Rồi thế bây giờ tôi sẽ làm cái bài dưới trước. Và từ bài dưới rồi tôi sẽ suy ra bài trên nhé. Rồi bài tôi được nguyên nhé, bây tôi sang cái bài số 3. Bài số 3 là chính là một bài trong cái phần mà bài tập tôi đưa về cho các bạn, là cái bài là tìm tổng hai số. Cái bài đơn giản, bài nó có tên là to sum nhé, cũng rất là nổi tiếng nhé, cho hai cái cho dãy a. Bài này cũng vậy, bài này các bạn thấy bài này cũng có hai cách. Một cách là châu bò, chúng ta cách là châu bò chúng ta duyệt trên hai cái bộ EG và kiểm tra. Có cách thứ hai nhanh hơn, cách thứ hai là dùng hai con trỏ. Tôi làm được cái hai cho các bạn xem nhé. Đây, cách một là châu bò. Bài này tôi ghi luôn, bài này đầu tiên là to sum nhé, tổng hai số. Đó. Đây là cách một nhé, là thu sum tổng hai cho trước a và số k đấy nhé. Bài này đơn giản lắm, bài này về đó là tổng hai số đúng không, chỉ viết sau y tôi tạo đây n bằng len a này, chúng ta có hai vòng lọc lồng nhau
Chỗ bò đúng không? For i in range không cần đến n, không cần đến cuối mà cần đến n trừ 2 thôi, đến n trừ 1 thôi. Đấy. Sau đó là gì, là for g in range cần khác nhau, như vậy là tính từ i cộng 1 cho đến n. Vì cần hai cái số là khác nhau. Sau đó kiểm tra là if a i cộng với a g bằng k thì sẽ print, sẽ return return a i phẩy a g. Còn ngược lại, nếu không ấy thì là ta return none. Đấy, nhé. Đó là cách một, nhưng mà tôi không thử lại nhé, kiểm tra vì nó là hiển nhiên. Bây giờ sang đến cách 2. Đấy, cách 2 là cách như sau này. Cách 1 chính là cái một, vì có hai cái vòng lặp lồng nhau nên thời gian của nó sẽ là ON bình phương. Đấy. ON bình phương. Cách thứ hai là dùng hai con chó, dùng kỹ thuật hai con chó. Thế làm như sau. Đây, def này. Tôi thật tiến lên tổng, được thu tổng hai số đi. Rồi, viết thử anh cho nó. Thu viết thêm, thu sum như này nhé, có thêm quả dê ở dưới nhé, a, k. Thế làm như sau, nhé. Hơi mẹ một chút. Tức là cái làm như sau, cách làm là chúng ta phải cho a là xếp thứ tăng dần trước đã. Đấy, những cái bài, vì cái bản chất cái bài tìm hai số này, cái bài tìm tổng của hai số tổng bằng k, thì bài này là cái bài mà bài gốc của nó là yêu cầu dãy a là dãy tăng dần. Trên bài này tôi sẽ xếp a trước nhé. Đấy, tôi làm một các bạn này, để tôi đặt n bằng len a này nhé. Sau đó tôi sắp xếp a theo thứ tăng dần, dãy a này, sort này, sort. Đây là lệnh sắp xếp bên trong của nó nhé. Thì ở chỗ này thì các bạn được phép dùng cái phương thức là sort. Nhưng nếu mà bài tập của chúng ta là mô tả thuật toán sắp xếp thì không được dùng cái lệnh sort này. Còn đây là một bài tập khác thì chúng ta được quyền sắp xếp bằng lệnh sort này, được quyền dùng nó nhé. Rồi tiếp theo chúng ta làm như sau. Cái bài này là bạn chú ý, nó khá nổi tiếng nhất. Chúng ta dùng hai cái biến, một biến chạy từ bên trái sang, biến dậy thì chạy từ bên phải sang nhé. Tôi ký hiệu bên trái là l nhé, trái tôi đặt bằng 0, bên phải tôi đặt là r, tôi đặt bằng là n chữ cuối cùng. Và tôi mà l chạy từ bên trái sang, r chạy từ bên phải sang, và tôi tính luôn tính tổng l và r. Thì đây là cái l và r chính là cái eg đấy. À, nhưng vì a sẽ tăng dần thì tôi cho hai cái biến con trỏ của chúng ta là một biến chạy từ bên trái sang, biến chạy từ bên phải sang. Thì khi mô tả trái phải trái thì hay dùng cái l và r cho nó dễ thôi. Ở đây có thể thay thế là l là i mà r g cũng được, mà tôi để l r cho nó thành thói quen. Cứ phải trái là dùng cái L hoặc là left, R hoặc là right, nó dễ nhé. Rồi, chúng ta làm tiếp này. Y, chừng nào mà L mà nhỏ hơn R chúng ta còn làm tiếp, còn không thì chúng ta sẽ dừng lại. Đấy, kiểm tra nhé. If này, if mà A, L cộng với A, R. Đây là, mọi thấy nó rất là mẹo nhé, nhưng mà rất là hay. 2R. Nhé, mà bằng k thì chúng ta return luôn nhé. Dừng luôn. Và chúng ta return luôn là a l phẩy a r. Đấy. Còn ngược lại, if nếu mà a l cộng với a r, đúng rồi, mà nhỏ hơn k, nó nhỏ hơn k
thì chúng ta phải tăng cái tổng bên trái lên, chúng ta tăng cái cho tăng L lên là một, vì cái dãy A là tăng dần, như tăng L lên thì là nó sẽ là thì cái A dãy là bên phải, dãy trái nó tăng, thì chúng ta tăng L xuống dòng L bằng L cộng 1 đấy. Còn ngược lại, nếu mà AL cộng AR mà lớn hơn K, chúng ta ta giảm R đi. Đây chúng ta để đây nhé. Else đấy. Thì là R bằng R cộng 1. Cứ như vậy cho đến khi mà L với R bằng nhau thì chúng ta không dừng lại. Thì nếu mà dừng gặp bằng nhau cũng không bằng nhau thì chúng ta đấy đó, chúng ta trả về none thôi. Đấy, chúng ta return none. Được chưa? Đấy, vậy đây là cái bài là tổng của hai số, tổng của hai phần tử. Tôi lấy ví dụ, tôi lấy ví dụ như A lại bằng này, A bằng trừ 1 0 trừ 1 2 trừ 2 trừ 3 3 3 7 10 trừ 6 trừ 4 trừ đi 2 trừ đi 2 10, ví dụ thế nhé. Đấy. Và đặt K bằng, ví dụ K bằng 1 xem có ra không. Ở đây thừa cái này. Và tôi print. Tôi print cái ra. Tôi print cái hàm đó ra, cái hàm thu sum. Hàm này này, hàm thứ hai này nhé. Thu sum. À, phải. Tôi tin cả hai ra để xem đúng không nhé. Đây. À không, cứ mà bảo trên tôi làm trên, bảo trên tôi làm trước nhé. Là tôi vì bài sau, cái phần sau là cái A nó sắp xếp lại, trên nó sẽ khác đi. Đấy. Bài trên là bài thu sum như này. Đấy. Trên là thu sum đúng không? Bài thứ hai là thu cô dấu cạnh ngang dưới là sum. Đó, kiểm tra chạy thử nhé. Xem nó có bao lỗi không nhé. K là 1. Tổng chữ 1. Sai chỗ nào thì kiểm tra nhé. Bài này ra rồi này. Còn bài này thì tôi sẽ phải xếp lại này, tôi kiểm tra xem nó là sao nó sai, tôi sẽ thử xem nó mắc lỗi như thế nào. Dòng này là ở đây là sao chỗ này nhé, chỗ này else, xin lỗi như này nhé. Chỗ này là R trừ 1 nhé. Nếu mà nó ai là cộng L mà nhỏ hơn thì tôi tăng L lên, còn lớn hơn tôi giảm R, giảm R đi, giảm đi nhé. Đấy, chạy lại các bạn xem này. Nhưng mà con nằm ở trên nó ra số là trừ 1 và 2, bởi dưới ra số là trừ 6, 7, là đúng tổng chúng là 1 mà. Đấy. Nhưng mà là cái đáp số, cái easy, cái IG khác nhau, nhưng mà cái tổng chúng vẫn là đúng, tổng chúng vẫn là 1 nhé. Đó thì đây là cái bài thu sum, cái bài là tổng hai số đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái bài là triplets. Đấy, bài này đây. Và cách 2 là chúng ta sẽ sử dụng gì? Chúng ta sẽ sử dụng cái ý tưởng của cái bài này nhé. Rất đơn giản như sau này. Đây bài 2 nhé. Đây. Cách 1 là đây là triplet sum. Bài 2 tôi sẽ dùng cái hai con trỏ tôi đặt là triplet nhé. Và cái dưới này sum. Đấy. À, phải à. Bài này là tổng 3 số nhá. Các bạn chú ý nhé. À, trên này là chip lẽ xăm là viết viết hoa, ở dưới này là viết thường. Để cho nó khỏi phân biệt nhé. Đấy. À, trên là viết hoa, dưới này viết thường. Đấy, được chưa? Đây là rồi tôi viết luôn ở đây trên dưới này. Ở đây nhé. Ở đây là cách 2. Đấy. Cách 2 là dùng kỹ thuật hai con trỏ được chưa. Đấy, hai con trỏ cái này như sau này, chúng ta viết là n bằng len
Bài này chẳng qua là chúng ta sẽ em đây bọn chúng ta sẽ có một cái vòng lặp đây, vòng cho y từ từ 1 cho đến n trừ 2 và chúng ta sẽ tính cái tính cái đưa về bài toán tính tổng của hai số. Đấy, ý là như vậy nhé, bây giờ làm nhé. Đây. Đầu tiên tôi sắp xếp a trước. A sort. Giống như giống như bài trên. Được chưa? Sau đó tôi cho cái for y bằng in range, nó phải là in range của cái gì, in range cho đến n trừ mấy, đây này, bài trên này n trừ 2 này, đấy, n trừ 2 nhé, đấy, n trừ 2, mà trừ ra, nó phải trừ ra hai số để có thể cho hai phần tử kia nó chạy mà, đấy, được chưa, rồi, tôi làm như sau, tới đây chúng ta sẽ phải tìm g và k, nếu mà tìm g và k, tôi sẽ đặt là l và r giống như bài trên nhé, thì tôi đặt là z bằng, đây, z bằng như sau, z bằng là k trừ đi ai, đấy, thì bây giờ tôi sẽ phải tìm hai cái chỉ số, hai cái phân tử là g và k hay là l và r chạy từ y cộng 1 trở lên sao cho là tổng của chúng là bằng cái z, thì suy ra là tổng của ba số nó sẽ là bằng k nhé. Tôi viết lại là l này, l số dưới hơn tôi sẽ đặt bằng y cộng 1 đó nhé, và r sẽ là n trừ 1 đấy, đúng vậy nhé, được chưa, tôi chỉ việc copy hoàn toàn cái ở bên kia sang thôi. Đấy, y này l này nhỏ hơn r này, đấy, đúng vậy, đúng không nào. Bây giờ if này, if a copy lại loại đây, al hai con trỏ, if a là cộng ar mà bằng z, vì thay thế là z chứ không phải là k nữa, vì k là ở tổng trên rồi, đây là z nhé, thì chúng ta return ba pha hoàng tử, thứ nhất là ai, tiếp theo là al và tiếp theo là ir, ba phân tử gặp quái là nhé. Còn ngược lại, nếu mà a l cộng với a r mà nhỏ hơn z thì làm gì, thì chúng ta tăng l lên, l bằng l cộng 1, vì đâu dễ chúng ta là dễ dữ liệu tăng rồi mà. Đấy. Còn ngược lại đây, else thì chúng ta giảm r đi bằng r trừ 1. Đấy. Còn nếu mà không được nữa chúng ta sẽ đây, thẳng for xuống nhé, thấy chữ này dễ nhầm lẫn lắm rồi. Return none. Đấy. Được chưa? Bài này tôi làm xong rồi nhé, bây giờ tôi làm sang bài bài số 2 là cái bài tôi kiểm tra luôn, cái bài này tôi kiểm tra luôn là print cái triplet sum ở dạng nhỏ hơn, đấy, AK. Đấy. Kiểm tra nhé, cách 1 là cách cái làm châu bò, thời gian là ON mũ 3, cách 2 tôi tính xong, cách 2 tôi kiểm tra đúng không ạ? Triplet sum. À, chữ này thiếu, chữ này viết sai chữ T thôi. Đấy. Tổng chúng vẫn là 2 đúng không? Trừ 1, 2, trừ 2, 1 vẫn là trừ 2, còn trừ 4, trừ 2 là trừ 6, cộng 8 vẫn là 2. Mặc dù đa số là khác nhau nhưng tổng chúng vẫn là 2, vẫn là như vậy, tổng vẫn là chính xác nhé. Bây giờ tôi kiểm tra bài là cách cái làm 2 này. Cái làm 2 nhé, cái lệnh a sort này, cái lệnh này là ở trong Python nó dùng thuật toán rất là mạnh, nó gọi là quick sort, và thuật toán này có cái thời gian là n log n nhé. Xuống dưới này, cái vòng for này là một vòng for này có thời gian là on, cái vòng while này là ban đầu l bằng y cộng 1 và r bằng n trừ 1,
Nhưng mà sau mỗi vòng lặp như vậy là hoặc là L tăng lên hoặc R giảm đi, những cái vòng lặp nó cũng nóng lại là N thôi. Vì suy ra là cái hai vòng lặp lồng nhau này nó chỉ là N bình phương. N bình phương thì lớn hơn là cái này. Vì suy ra tổng số loại nó là N bình phương. Vậy như bài này chúng ta thấy là chúng ta suy ra cái bài này là có nghĩa tốt hơn là cái thời gian của nó được tính ra gì? Thời gian của nó chính là O N bình phương. Thấy không nào? Như vậy là dùng kỹ thuật hai vòng trỏ, chúng ta đã làm tăng cái tính tối ưu của toán này lên với cái thời gian là UN bình phương. Các bạn thấy thấy không? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Như vậy là kỹ thuật hai vòng trỏ nó rất là hay, như thế là giúp chúng ta làm cho chương trình nó trở nên tốt hơn. Đấy. Từ đây tôi có một cái bài, có một điều rất chú ý các bạn là như đây này, tức là từ xưa đến nay thì hầu hết từ xưa này nói chung ở Việt Nam mình là thi học sinh giỏi là cái gì, là thật ra mọi người chẳng ai để ý đến nghe thuật toán, chả ai để ý xem là đề bài như nào, hầu hết chúng ta chỉ kiểm tra test làm đúng hay không và ra hay không thôi. Còn từ trước này không có ai dạy nghiêm chỉnh cho học sinh về thuật toán, không có ai dạy cho học sinh nghiêm chỉnh về kỹ thuật, về các phương pháp phân tích thuật toán, đều không học một cách nghiêm chỉnh cả. Trên từ trước đây cái chuyện thi sinh giỏi nó chỉ là thi đấu, thi lập trình và học sinh vào thi và nó như là một cái hộp đen ấy, thi nhau nộp bài lên và ra điểm, tất cả phụ thuộc vào cái máy chấm của bà giám khảo. Thế chung cho nó cũng là tốt thôi, không gì cả. Nhưng mà tuy nhiên là học sinh nó không khuyến khích cái chuyện là tìm hiểu thuật toán hay hơn, tìm hiểu lời giải hay hơn, hay là cùng một bài toán đều có rất nhiều lời giải đấy. Thì nó làm cho cái từ xưa đến nay cái cách chúng ta dạy học nó là như vậy, nhưng bây giờ từ giờ trở đi nó khác rồi. Từ giờ trở đi là cái gọi là cái học máy tính ấy, kỹ thuật lập trình và lý thuyết toán được đưa xuống phổ thông rồi, cho nên là học sinh thì cũng có thể cần phải học sâu hơn và có nhiều cách để ta tiếp cận hơn. Lấy ví dụ nhé, cái bài tổng ba số này là cái bài mà cho giờ phút này thì cái thời gian N bình phương này vẫn là cái thời gian tốt nhất. Cho đến giờ phút này chưa một nhà khoa học nào trên thế giới tìm ra được thuật toán mà nhỏ hơn N bình phương cả. Nhưng mà suy ra là cái bài toán tổng ba số này, cái bài toán rất đơn giản cho học sinh, đúng không nào? Cái bài toán rất đơn giản dùng cho học sinh. Cái bài toán này là như sau nhé. Là cái bài toán tổng ba số. Hay còn có một câu hỏi mở sau đây nhé. Câu hỏi mở là có hay không? Có hay không một cái thuật toán giải bài này và có cái thời gian nhỏ hơn hẳn ON bình phương. Đấy. Các bạn biết là trong toán học có rất nhiều bài toán học rất là hay mà học mà chưa có lời giải mà có thể nói cho học sinh hiểu được. Ví dụ cái đây khoảng 10 năm thì có bài toán phép ma chẳng hạn, bài toán là rất nhiều bài toán khác là các em không có lời giải. Thì đây là bài toán như vậy. Thì với cái tinh thần bây giờ thì chúng ta có thể cho học sinh các em thử làm đi xem nào, các em có làm được không. Cho đây là một bài toán mở mà rất đơn giản, cho một dãy số nguyên bất kỳ và một số k. Hãy tự tìm sẽ hay quán tìm một thuật toán có độ phức tạp nhỏ hơn N bình phương. Ví dụ có độ phức tạp là N mũ 1.99 hay không? Có hay không một thuật toán là như thế này? Đấy. Có hay không? Thì đây là một toán mở nhá. Ai mà làm được thì lập tức là có thể thành đăng lên bài báo khoa học rồi mà nộp lên thế giới, họ đưa vào thành một cái công trình khoa học rất là hay. Bài toán này cho giờ phút này là chưa có lời giải. Thì các bạn thấy như vậy là khi chúng ta tiếp cận cái bài toán ở cái chương trình chúng ta ở cái mức độ nó mở hơn và nó sâu sắc hơn thì các bạn thấy nó rất là hay, chứ không phải chỉ là gì, không phải chỉ là cắm cúi vào chỉ có là gà nòi luyện là bài tập, luyện là bài tập và thi đấu. Là thi đấu cũng rất quan trọng, nhưng mà ở đây là chỗ là chúng ta có rất nhiều trò sinh nó có thể nó mở, nó trao đổi, nó bàn luận và nó tìm ra những cách làm hay hơn. Ngay cả cái em các bạn sẽ thấy cái bài này nhé, bài này là một bài hay là một câu hỏi khác như sau. Câu hỏi khác cũng rất hay là tìm ra giải khác đi, câu hỏi khác này thì mà ôi giời.
Câu hỏi là như sau nhé. Câu hỏi là hãy tìm các lời giải khác của bài toán trên. Tìm các lời giải khác của bài toán này. Nó sẽ là khoảng là ô n bình phương gì đó nhé. Tất nhiên là không thể nhỏ hơn được, vì nhỏ hơn được thì quá tốt, nhưng mà n bình phương là tốt rồi. Cho đến phút này là cho giờ phút này là cái ô n bình phương là cái thức ăn tốt nhất mà tìm thấy, mà cho thấy nó rất đơn giản. Đây là một ví dụ là đơn giản, được không nào? Được rồi, mà chúng ta như vậy chúng ta ôi rồi, hết thì hết giờ mất rồi. Ôi rồi, nhanh thế. Thế thôi nhé, vì tôi định làm tiếp cho các bạn các cái bài tập phần mà tôi đưa các bạn toán châu bò, nhưng mà chúng ta hết mất thời gian rồi, không ngờ hết nhanh thế. Vì tôi bận, vì tôi không có việc làm nữa, không có không thời gian nữa. Và chúng ta sẽ nghỉ ở đây nhé. Đây, từ giờ thì tôi sẽ có thời gian, tôi sẽ thường xuyên cùng các bạn trao đổi để ta giải một tập kiểu như thế này. Hôm nay chúng ta chọn làm trò vẽ được hai bài toán và phân tích nó ở dưới dạng là có rất nhiều lời giải khác nhau và cái thực khác nhau, mà mỗi lời giải như vậy chúng ta đều phân tích được cái độ phức tạp thời gian của thuật toán. Đó là cái rất là hay và học sinh cần phải biết nhé. Thầy ơi, ơi thầy cho một số bài tập mà sử dụng kỹ thuật hai con chó đi ạ. Ok, tôi sẽ gửi luôn nhé. Dạ. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Dạ, em chào thầy ạ.